Làm thế nào để dùng chat GPT vào Internet Marketing? Chat GPT có thể được sử dụng trong Internet Marketing để cung cấp cho khách hàng thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm và trải nghiệm sản phẩm. Dưới đây là một số cách mà chat GPT có thể được sử dụng trong Internet Marketing. Tự động hóa hỗ trợ khách hàng, chat GPT có thể được sử dụng để tạo ra một trợ lý ảo tự động trả lời câu hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tạo nội dung chất lượng cao, ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra nội dung chất lượng cao cho website của bạn. Điều này có thể giúp tăng tốc độ tải trang của trang web và cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm. Tạo chương trình giảm giá, ChatGPT có thể được sử dụng để tạo chương trình giảm giá cho khách hàng. Điều này có thể giúp khách hàng cảm thấy được quan tâm và động viên để mua sản phẩm của bạn tạo quảng cáo chat tgpt có thể được sử dụng để tạo quảng cáo hiệu quả hơn bằng cách sử dụng ngôn ngữ quảng cáo thu hút và đầy ấn tượng cải thiện trải nghiệm khách hàng chat tgpt có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu khách hàng và đưa ra đề xuất để cải thiện trải nghiệm khách hàng nó có thể cung cấp cho bạn thông tin về thói quen mua hàng của khách hàng và giúp bạn tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của mình để tăng doanh số bán hàng Tóm lại, ChatGPT có thể được sử dụng trong internet marketing để cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng doanh số bán hàng và cải thiện thứ hạng trang web trên các công cụ tìm kiếm.